Thưa quý vị, nhà chức trách đưa tin cơn lốc xoáy ùa vào Sutton ở tiểu bang Nebraska thổi bay mái nhà của tòa thị chính, phá hủy một ngôi nhà của nông dân ở bên ngoài thị trấn. Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình cho thấy hầu như các tòa nhà của hai khu phố trong trung tâm thành phố đều bị hư hại vì cơn bão. Nhà khí tượng quốc gia nói rằng cơn cuồng phong đã đi qua các tiểu bang Nebraska, Iowa, Kansas và Indiana. Trước đó một cơn bão tuyết hiếm hoi xảy ra vào giữa tháng 5 tại những vùng khác thuộc phía bắc dãy Rockies, khiến những con đường ở Colorado và Wyoming phải đóng. Nhà khí tượng quốc gia ban hành cảnh báo, người chạy xe mô tô phải để ý vì đường đi nguy hiểm. Theo bộ giao thông vận tải Colorado, về đêm nhiệt độ tại thành phố Denver giảm xuống còn 30%, có đóng băng.